Bây giờ mình đọc truyện nha. Người nào thích nghe thì nghe, người nào không thích nghe thì có thể làm công việc rồi sau đó quay lại nghe cũng được, không có sao hết. Đây là một cái đoạn bản phiên dịch lại của cái video mà hai hôm trước Mã có đăng. Một cái bài này nói về phim tài liệu của bên Đài Loan đăng về nói về cái lịch sử của ông Hồ Chí Minh có vợ là người Trung Quốc, mà mấy hôm nay có rất là nhiều em nhắn tin cho chị hỏi thêm về thông tin của ông Hồ Chí Minh. Thật ra bây giờ chị sẽ đọc tiếp cho tụi em nghe, thì đứa nào chưa biết cái gì thì cứ lắng nghe ở chỗ này, rồi có thắc mắc gì thì cứ hỏi cho chị. Nội dung của cái video đó nói là ông Hồ Chí Minh kết hôn với cô vợ người Trung Quốc khi hoạt động cách mạng tại Quảng Châu. Lãnh tụ cách mạng Việt Nam, ông Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Đây là ông Hồ Chí Minh giả nha, còn ông Hồ Chí Minh thiệt thì đã chết vào năm 32 ở bên Nga. Nhưng mà sau khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ông thiếu tá Hồ Tập Chương vào để thay thế cho ông Hồ Chí Minh của mình. Và ổng là vẫn tiếp tục cái cuộc sống và hoạt động giống như ông Hồ Chí Minh thiệt. Cho nên những cái bài viết nói đây là về Hồ Chí Minh giả. Hàng vạn người dân Việt Nam đau buồn khóc thương cho sự ra đi của người. Vì sao một ông cụ có vóc dáng nhỏ hao gầy với chòm râu bạc phơ này lại có sức ảnh hưởng lớn như thế tại Việt Nam? Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ. Vào năm 1890 cuối thế kỷ 19, Hồ Chí Minh ra đời trong một vùng quê nhỏ ở Việt Nam và được đặt tên là Nguyễn Sinh Cung. Thân phụ ông là một nhà giáo, nhưng Nguyễn Sinh Cung lại được cho học tiếng Pháp. Vào năm mười mấy tuổi, hạt giống chống Pháp đã bắt đầu nảy mầm trong con người ông. Năm 21 tuổi, Hồ Chí Minh lên tàu làm người phụ bếp và đi khắp các nơi như Mỹ, Anh, Pháp. Những gì ông trải nghiệm sau những năm tháng chu du ở các nước đã làm thay đổi cuộc đời của ông. Hồ Chí Minh kể rằng, trong thời gian làm việc tại New York, ông nhận ra rằng những người lao động, dù là người da đen hay người Trung Quốc, họ đều bị phân biệt đối xử và bóc lột. Ông cũng nói rằng họ đều là những người có quyền bầu cử. Năm 1917, Hồ Chí Minh sang Pháp và bắt đầu dấn thân vào con đường cách mạng của mình. Năm 1919, Tổng thống Mỹ Wilson đến thăm nước Pháp. Nhận thấy đây là một dịp không thể bỏ lỡ, nên Hồ Chí Minh đã nhân cơ hội này đệ trình một văn bản với mong muốn Mỹ tạo áp lực lên chính phủ Pháp, đòi Pháp phải công nhận quyền tự do bình đẳng của Việt Nam, nhưng không nhận được phản hồi nào. Hồ Chí Minh cảm thấy thất vọng, và rồi một năm sau đó, ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1924, Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc để làm phiên dịch, lấy tên là Lý Thụy và tiến hành các hoạt động cách mạng tại đây. Cũng tại nơi này, ông đã quen một người con gái mà sau này đã kết hôn với ông đó là bà Tăng Tuyết Minh. Như một nhà hoạt động cách mạng của Việt Nam, sao lại có thể yêu một cô gái người Trung Quốc? Về sự tồn tại của nhân vật Tăng Tuyết Minh, giới chức Việt Nam đều luôn phản bác và phủ nhận vì người phụ nữ này là một bí mật không thể tiết lộ trong cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh. Tăng Tuyết Minh là một nữ hộ sinh có gương mặt xinh đẹp và thanh tú, tính tình lại thùy mị đoan trang. Hồ Chí Minh đã có cảm tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tăng Tuyết Minh đã kết hôn với Hồ Chí Minh khi cô mới 21 tuổi. Khi đó Hồ Chí Minh đã là 36 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài khoảng chừng nửa năm thì xảy ra vụ đảo chính tại Quảng Châu vào tháng 12. Khi đó Hồ Chí Minh cùng với các cố vấn người Liên Xô phải rút khỏi Quảng Châu. Nhưng Tăng Tuyết Minh là không thể đi cùng, và điều không thể ngờ là sau cuộc chia ly, cả hai người đã vĩnh viễn không còn cơ hội gặp nhau nữa. Năm 1941, Hồ Chí Minh trở về Việt Nam thành lập căn cứ địa chống Pháp. Năm 1942, Việt Minh cử ông đến Trùng Khánh gặp Tưởng Giới Thạch để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, chuyến đi này đã khiến Hồ Chí Minh suýt bị mất mạng. Khi đi đến huyện Đức Bảo thì bị cảnh sát địa phương tra xét. Họ phát hiện Hồ Chí Minh mang theo trong người rất nhiều giấy tờ. Do bị nghi là gián điệp,
nên Hồ Chí Minh đã bị áp giải đến Quảng Tây, bị xem là tù nhân chính trị. Hồ Chí Minh đã bị giam giữ tại một nơi thuộc chiến khu 4. Lần giam giữ này không chỉ có vài ngày. Qua tìm hiểu mới biết, người ra lệnh bắt giam Hồ Chí Minh lại chính là Tử Giới Thạch. Trước tình hình đó, các đồng chí của Hồ Chí Minh đã phải đến cầu cứu Chu Ân Lai để nhờ ông ấy tìm cách giải cứu của Hồ Chí Minh. Dưới sự giúp đỡ của Chu Ân Lai, cuối cùng Hồ Chí Minh đã được cứu khỏi quỷ Môn Quan. Không những thế, Hồ Chí Minh còn được giúp hoàn thành một quyển sách có tên gọi là Nhật ký trong tù. Trong đó tập hợp 30 bài thơ do ông sáng tác trong thời gian bị giam giữ. Sau khi được thả vào năm 44, Hồ Chí Minh đã trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động cách mạng. Ngày 2 tháng 9 năm 45, Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước mười mấy vạn người dân ở miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên lúc này, thực dân Pháp vẫn chưa chấm dứt xâm lược Việt Nam. Do đó, Hồ Chí Minh đã cải trang lên đường sang Bắc Kinh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó, ông đến Moscow để bàn kế sách cùng với ông Mao Trạch Đông và Stalin. Sau buổi bàn thảo này, một quyết định đã nhanh chóng được đưa ra, đó là cử một đoàn cố vấn đến giúp đỡ Việt Nam chống lại quân Pháp và xây dựng tổ chức chính quyền. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 54, lực lượng quân đội do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã khiến quân Pháp bị thất bại nặng nề và đã xoay chuyển được tình thế. Sau đó, tại hội nghị Geneva, Hồ Chí Minh tiếp tục giành thắng lợi với kết quả là miền Bắc Việt Nam đã thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Nhưng chỉ vài năm sau khi giành được độc lập, miền Bắc Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo lại phải đương đầu với một vấn đề nan giải khác. Đó là kể từ năm 65, Mỹ bắt đầu phát động cuộc chiến tại Việt Nam bằng các cuộc kích công dữ dội. Một lần nữa, Hồ Chí Minh lại sang cầu cứu Mao Trạch Đông để nhờ giúp đỡ. Ông Mao nói rằng, chỉ cần ông đánh Mỹ, những gì ông cần, chỉ cần Trung Quốc có, chúng tôi đều sẽ ủng hộ hết mình. Hai ông Mao và Hồ đã thể hiện anh em giữa hai nước Trung Việt rất sâu sắc. Tuy nhiên, trong dân chúng lại xuất hiện những lời bàn tán rằng, vì Mao Trạch Đông lo sợ Hồ Chí Minh, người mà mình đã dìu dắt nâng đỡ, một ngày nào đó nếu thành công sẽ phản bội lại mình. Do đó, ngay khi Hồ Chí Minh chưa làm nên việc lớn, Mao đã tặng nữ gián điệp xinh đẹp Tăng Tuyết Minh cho Hồ Chí Minh. Đó là chỉ là một cái phần nhỏ ở trong cái video ở Đài Loan họ đã chiếu mấy ngày hôm nay mà mình thấy share nhỏ trên Facebook về cái video có những cái hình của ông Hồ Chí Minh. Về lịch sử của ông Hồ Chí Minh ở đây là mình muốn nói không phải là cái chuyện quá khứ mà mình đem ra mình nói lại, mà mình muốn nói về cái sự thật cần phải được minh bạch. Rõ ràng mình không có thể nào mà mình che giấu người dân với mì dân hoài như vậy được. Suốt cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh, ông dấn thân, ông hy sinh, bỏ cái cuộc sống cá nhân của mình để có một cuộc sống cho quê hương đất nước là điều đó không có đúng. Và ông đã cấu kết với lại bên Trung Quốc. Rất là nhiều lần ông đã qua Trung Quốc để yêu cầu Mao Trạch Đông giúp đỡ về sự giúp đỡ đó. Cho tới ngày hôm nay, Việt Nam của mình vẫn bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Các bạn ở trong nước không có biết, cái thật sự giống như mà đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, người Trung Quốc đã vào ở Việt Nam của mình, ở sống rất là nhiều trong các thành phố, len lỏi trong đó. Thí dụ nha, người Trung Quốc nói với Việt Nam của mình, anh để cho tôi xây cầu, xây đường xá, xây dựng những cái công trình, những công sở để cho Việt Nam mượn tiền. Rồi thì sao? Việt Nam mình đồng ý có đúng không? Nhưng mà người Trung Quốc, họ đem người Trung Quốc qua nước Việt Nam của mình để mà tạo công ăn việc làm. Còn người Việt của mình thì ở trong nước không có công ăn việc làm. Người Trung Quốc đem những cái equipment là những cái máy móc thiết kế bự lớn ở bên Trung Quốc qua bên nước Việt Nam của mình để mà làm cầu, làm đường hay là xây dựng những cái này cái kia thì sao? Thì họ bán được những cái công nghệ đó. Còn Việt Nam của mình, người dân của mình vẫn không có công ăn việc làm, vẫn không có công ăn việc làm. Và khi mà người Trung Quốc qua ở Việt Nam của mình một thời gian dài, họ tự động trở thành công dân Việt Nam. Họ được quyền lái xe đi qua các cửa khẩu. Họ vào tới Việt Nam và trong rừng bắt những con thú quý đem về bên Trung Quốc. Họ bắt trẻ em con nít đem về bên Trung Quốc để mà bán nội tạng. Tại sao họ không bán nội tạng của người Trung Quốc mà họ bán nội tạng của người Việt Nam? Tại vì người Việt Nam của mình cho họ cái quyền bắt người và đi qua biên giới mà không có bị chặn lại.
Tại sao giống như vậy? Rất là nhiều tin nhắn của các anh chị em ở khắp nơi, ở các thành phố nhỏ cũng giống như thành phố lớn đều nhắn tin cho Mã biết. Trung Quốc đã vào tới ở Phú Quốc, Trung Quốc ở Nha Trang, ở Quảng Ngãi, ở Bình Định, ở chỗ nào ở Lào Cai cũng có Trung Quốc. Người của mình từ từ bị dồn lại. Thì bây giờ nếu như thật sự có chiến tranh, Trung Quốc nó chỉ cần nói một tiếng thôi là người Trung Quốc ở ngay trong nước Việt Nam của mình sẽ đứng dậy, sẽ giành đất nước của Việt Nam của mình một cách rất là dễ dàng, mà mình sẽ không có thể nào trở tay kịp. Cho nên mà nói các anh chị em ở bên Việt Nam, ok, nếu như mình phải đi theo Mỹ, mình phải đi theo một cái nước nào khác, tại vì sao, mình nhỏ mà, mình không có khả năng. Nếu như nói rằng chúng tôi cần sự bình yên, chúng tôi muốn sống một cuộc sống an bình, mình có an bình hay không? Mình không có an bình. Mình ăn đồ độc mỗi ngày, mình sẽ bị bệnh và mình chết rất là sớm. Mình không có muốn đánh Trung Quốc là tại vì mình không có khả năng. Ok, mình không có khả năng, nhưng mà mình không thể nào mình ngồi ở đó vì không có khả năng, nên mình sẽ sẵn sàng làm nô lệ. Thì mình đi theo những cái nước khác mạnh đi. Giống như hồi xưa ông Bác Hồ, ông không có làm được, ông Hồ Chí Minh ông không có làm được. Ông đi qua bên Pháp, ông đi qua bên Mỹ, ông cầu cứu. Ông đi qua bên Trung Quốc, ông cầu cứu. Thì bây giờ mình không có đánh được Trung Quốc thì mình đi qua Mỹ mình cầu cứu. Ok, mình làm cái đuôi của người ta, làm đuôi của con rồng. Mình đi theo đuôi của con rồng còn hơn là mình đi làm đuôi của con rắn. Đúng không? Cái nào cũng là đuôi thôi, nhưng mà đuôi một cái gì đó cho nó có giá trị hơn là làm đuôi của một con rắn, và con rắn nó quay ngược lại nó cắn mình bất cứ lúc nào. Còn đuôi của con rồng, mình có phải bu đuôi của con rồng nhưng mà nó sẽ bay xa bay cao. Nhân dân của mình sẽ được no ấm. Tại sao hơn 65% những người trong nhà cầm quyền cán bộ đã có những cái con đường thoát thân chạy qua bên nước ngoài? Còn người dân của mình ở trong nước thì sao? Sẽ là những người nằm yên chịu trận. Nhà chính quyền ôm hết tiền để mà chạy, để lại một cái đất nước sụp đổ giống như vậy, lại cho người dân của mình chịu đựng chịu trận. Trung Quốc sẽ vào, nó sẽ cai trị. Mình sẽ làm gì nếu như ngày hôm nay các anh chị em không có biết đứng dậy, không có biết đòi lại cái tự do nhân quyền? Đừng có nói là tự do nhân quyền một cái gì đó nó có là xa xỉ phẩm, chỉ là miếng cơm manh áo mỗi ngày, cái sự bình an cho bản thân của mình, cho gia đình của mình vẫn chưa có làm được. Mình phải thay đổi, năm 2017 mình phải thay đổi. Mình không có thông tin là tại vì mình bị bưng bít, mình bị chặn mạng. Những cái video của cô Mã nói, của nhiều người khác nói đã bị chặn mạng ở bên Việt Nam, không có nghe được. Các em còn ngồi ở đây trách cô Mã, không có sao hết á, chửi cô Mã, nhục Mã, cô Mã không sao hết trơn á. Mất danh dự của cô Mã chuyện nhỏ, tí tẹo à, không sao hết. Mất đất nước mới là sợ. Trên bản đồ nó xóa, nó hủy bỏ đi cái tên Việt Nam, cái đó mới là sợ. Còn nhiều em nói, ô cô Mã nói là cho tự do nhân quyền, cho tự do tôn giáo, tự do bình luận vào trang của cô Mã bình luận. Tại sao cô Mã lại xóa lời bình, tại sao cô Mã lại block? Cô Mã nói là cho các em tự do ngôn luận để tụi em vào chia sẻ cái thông tin và nói lên cái suy nghĩ của mình. Chứ không phải là vào trang của cô Mã để mà nhục Mã, để mà chửi hổn, để mà mắc dạy, để mà nói những lời không có kiến thức giống như vậy. Tụi em không có tư cách để mở trang của cô Mã. Trang của cô Mã là chia sẻ thông tin để cho tụi em khai não tụi em ra, cho tụi em thì hiểu thêm những cái điều mà ở trong nước đã bưng bít. Chứ không phải là trang của cô Mã cho các em tự do ngôn luận để vào trang mà chửi rủa, để mà thể hiện cái sự thất học của tụi em. Cho nên đứa nào vào trang của cô Mã nói bậy một chữ thôi, cô Mã sẽ khóa và đuổi em ra. Lúc đó cái người mà thiếu kiến thức là em chứ không phải là cô Mã. Còn nếu như muốn nói chuyện đàng hoàng, ok, khác nhau về chính kiến, chia sẻ, giải thích, cô Mã nhất định sẽ lắng nghe. Đó là những gì mà ngày hôm nay cô Mã muốn kể cho tụi em nghe thôi. Còn nghe hay không, lỡ sự lựa chọn của mọi người. Dạ đúng rồi, chị Mã là Công giáo. Thật ra Công giáo hay Phật giáo hay là cái gì cũng vậy, không có khác biệt, phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Miễn sao ở trong lòng của mình có lòng tin, chứ không phải là một cái gì đó theo Đảng Cộng sản Việt Nam vô thần, thì cô Mã không có chơi.